Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang, đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây, công trình này sẽ được khởi công vào tháng 5 tới. Đây là một trong những công trình quan trọng của thành phố nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng liên kết giao thông của địa phương. Dự án cầu A Lữ và đường dẫn lên cầu có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng từ vốn vay ngân hàng phát triển châu Á và ngân sách thành phố Bắc Giang. Đây là một hạng mục của dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công GMS lần 2, vay vốn ADB, dự án thành phần tỉnh Bắc Giang. Công trình gồm hạng mục cầu Bắc qua sông Thương, dài 426 m, mặt cắt ngang mặt cầu chính 19,5 m. Phần cầu dẫn có mặt cắt 16 m. Đường dẫn lên cầu phía tây có chiều dài 53,3 m, thuộc phường Mỹ Độ, nền đường rộng 3,6 m mặt đường bê tông nhựa rộng từ 21 đến 28 mét và hè đường mỗi bên từ 4 đến 6 mét, bó vỉa, giải phân cách. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng đường gom chân đê, bố trí đèn chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông trên cầu và đường dẫn. Ngoài công trình này, trong năm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang sẽ thực hiện triển khai 48 dự án khởi công mới.